ten 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 ten. Đó là Mission Impossible các bạn. Và đó cũng chính là cái tình trạng của mình khi mà nhận được câu hỏi của bạn. Anh ơi, laptop văn phòng học tập nào ngon, bổ, rẻ ở đầu năm 2022? Ở đây trên bàn mình đang có 3 con đáp ứng cái tiêu chí đó các bạn luôn. Ngon, bổ, rẻ, và mình sẽ giới thiệu cho bạn ngay trong content này. Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sản phẩm đầu tiên cũng là cái sản phẩm nằm ở giữa hai cái con laptop hai bên hồi nãy á. Đây, mình giới thiệu cho các bạn, đây là con HP 15S các bạn. Đây là một sản phẩm có rất là nhiều điểm nhấn, mình sẽ nhấn cho các bạn luôn. Đầu tiên là về thiết kế, HP thì luôn luôn là một hãng bán rất là chạy, bán chạy top đầu Việt Nam chúng ta luôn, bởi vì cái kiểu thiết kế rất là trung tính, đấy, tao nhã. Các bạn thấy không? Cũng khá là mỏng và đẹp sexy ha. Và cái màu sắc của con này nó rất là hướng tới đối tượng người dùng là văn phòng hoặc là những bạn trẻ nào mà muốn sử dụng laptop không có nhu cầu gaming, ấy bạn chỉ thuần về nhu cầu làm việc văn phòng thôi. Và trên đây các bạn sẽ có một con Core i5-1135G7 có sẵn 8GB RAM và SSD của nó sẽ là 256GB. Và đối với mình nha, cái cấu hình như thế này nằm ở trên con laptop này với mức giá như vậy là bạn đang hời á. Trong tầm giá cao hơn thậm chí là với những con laptop khoảng 21-22 triệu thì nó vẫn chỉ đang sử dụng con Core i5-1135G7 này thôi. Và ngoài ra bạn sẽ có được một con bàn phím ngon. Đấy. Bên cạnh đó thì đối với là một con laptop văn phòng như thế này thì bạn vẫn có được khe SD card nè, bạn vẫn sẽ có cổng RJ45 và Type-C luôn. Và nếu mà nói riêng về cái phần cổng kết nối thì mình đánh giá rằng đây là một laptop phục vụ tốt cho cái nhu cầu về công việc của bạn. Nếu bạn đơn thuần là một người hay sử dụng cái thiết bị ngoại vi và muốn cắm ở bên trong đây và bạn vẫn muốn đảm bảo cái tốc độ truyền tải file hoặc là làm việc của bạn thì bạn vẫn có thể tận dụng cái cổng RJ45 này. Cũng là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà con laptop này nó có một vài điểm trừ nha. Tại vì đây là một mẫu laptop giá rất rẻ so với cấu hình của nó, cho nên bạn phải hy sinh một số thứ. Đầu tiên đó chính là về cái phần màn hình. Màn hình của con này nó chỉ đạt chuẩn là HD thôi các bạn, với cái độ phân giải là 1.3 gì đó nhân 768 thì bạn nhìn thấy trên màn hình ha. Và tấm nền của con này không phải là tấm nền IPS, và khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại thì mình thấy nó bị đổi màu khá là nhiều. Vậy nên nếu như bạn là một người kiểu hay sử dụng laptop như thế này này, đó, mở tối đa như này mà bạn sẽ thấy là nó hơi khó chịu với bạn đấy. Ngoài ra là cái về phần trackpad. Trackpad con này đó, bạn thấy đó, nó vẫn đi theo một cái hướng thiết kế khá là cũ, đó chính là họ sẽ để cho bạn hai cái switch ở dưới đây. Cho nên là mặc dù cái phần trackpad này nó rất là trơn, rất là mượt ha, và thậm chí bạn không cần phải xài chuột rời luôn, nhưng mà nó lại nhỏ. Cái không gian sử dụng cái trackpad này nó không được ngon. Tuy nhiên, bù lại, tổng hợp lại nha, đây là một mẫu laptop rất là thực dụng dành cho những bạn nào chỉ thuần làm việc và sử dụng cho những công việc liên quan tới văn phòng. Thậm chí là nó đủ để đáp ứng cho các bạn để xuất hóa đơn này, rẹp email này, và pin con này cũng khá là tốt nha các bạn nha. Tại vì nó sử dụng một con chip tiết kiệm điện từ Intel. Đấy, nói chung là về mức giá của con này như thế nào là ngon nè các bạn. Vậy nên là nó mới nằm top đầu ở trong cái video này. Và con laptop thứ hai mình muốn nhắc cho các bạn đó là con ThinkBook 15 đang nằm ở trên bàn mình đây. Đây là con laptop mà mình thích nhất trong cả ba con. Nếu mà nói về những cái điểm nhấn mà con này có, đầu tiên mình phải nói về cái chất build nó rất là ngon các bạn. Mặt A cũng được làm bằng kim loại, mặc dù là tất cả những mặt khác được làm bằng nhựa nhưng mà chất build nó vẫn rất là chắc chắn. Bên cạnh đó thì bạn sẽ có một con màn hình đủ đẹp để bạn có thể làm việc và cũng như là xem phim giải trí trên đây mà cảm thấy ok. Đây là một tấm nền IPS và góc nhìn của nó khá là rộng. Tuy nhiên là cái tiêu chuẩn về độ sâu màu của nó thì mình thấy cũng chưa được cao cho lắm, là 60-65% sRGB thôi. Cho nên nếu như bạn đang kỳ vọng là bạn mua con này về để bạn làm việc với multimedia, chỉnh sửa hình ảnh thì mình nghĩ là vẫn chưa phù hợp đâu. Nhưng mà có một số thứ nhỏ thôi mà mình thấy rất là ưng ở trên đây, đó chính là đây các bạn thấy này, có một cái cần gạt webcam ha, để giấu webcam đi khi mà các bạn không cần dùng tới, đảm bảo private. Bàn phím của con này cũng rất là ngon, feedback lại rất là ổn nè, và họ làm nhám á, gõ nó rất là tiệm cận với lại mấy con ThinkPad. Bên cạnh đó thì bạn sẽ có một cái chất lượng hoàn thiện của cái trackpad này mình thấy rất là đồng nhất nè. Đấy, và cũng như rất là trơn mượt. Bên cạnh đó bạn vẫn sẽ có một cái fingerprint ở trên đây tích hợp chung với lại cái nút nguồn để bạn có thể đăng nhập vào Windows mà không cần phải nhập pass. Ngon không? Ngon. Và chưa kể nha, nếu bây giờ mình kể thêm cho bạn về cấu hình thì các bạn sẽ thấy rất là wow á. Con này nó xài một cấu hình là Ryzen 3 5300U và nó có tích hợp Vega Graphics trong đây luôn. Vậy nên nếu như bạn nào mà có cái nhu cầu về gaming và cũng như giải trí nhẹ nhẹ trên đây, nếu mà bạn muốn chơi một vài cái tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, này, Genshin Impact đồ á, thì mình nghĩ nó vẫn đáp ứng đủ cho cái nhu cầu đó của bạn. Đấy, rất là ngon các bạn ha. Chưa hết nha các bạn nha, nó có Wi-Fi 6 và nó có Bluetooth 5.1. Đấy, nếu mà bạn nhìn sang cổng kết nối thì bạn sẽ thấy là gần như nó chả thiếu cái cổng kết nối ăn chơi nào hết. Đây HDMI nè, bạn sẽ có hai cổng C nè. Nhìn qua đây bạn sẽ có RJ45.
kinh thật. Đúng là một con laptop gần như là hoàn hảo đối với mình. À ngoài ra các bạn vẫn sẽ có một cái khe SD nè bạn. Đấy, kinh chưa? Vậy thì kết lại là những gì mà nãy giờ mình có nói với các bạn á, đây là một laptop tốt và mức giá của nó nằm ở cái khoảng trung trung, rất là dễ tiếp cận. Bạn sẽ có một cái chất build ngon, có một cái màn hình vừa đủ đẹp để cho các bạn có thể giải trí. Tuy nhiên nha, lưu ý điều này là cái cấu hình này á, nó chỉ nằm ở cái mức trung bình thôi. Bạn không thể làm được những cái tác vụ đồ họa nặng. Và cái màn hình này nó cũng không đủ ngon để cho bạn làm những cái tác vụ liên quan tới đồ họa cũng như multimedia. Vậy nên nếu như bạn rơi vào cái trường hợp bạn là một người dùng văn phòng hết sức là cơ bản nè, hoặc thậm chí bạn là một sinh viên và chỉ cần một laptop có build tốt, có một cái bàn phím ngon, có màn hình vừa đủ đẹp, thì đây sẽ là sản phẩm rất phù hợp cho bạn. Rồi các bạn, và con cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn cũng là con mắc nhất à, nhưng mà mình không ưng nhất, con ưng nhất là con ThinkBook đó các bạn. Về chất build thôi. Con này thì nó tốt ở những điểm nào? Đầu tiên, đó là về thiết kế. Thế cái con này nó rất là trung tính các bạn. Và các bạn thấy á, nếu như các bạn nhìn ở trên camera này có lẽ là các bạn sẽ không ưng lắm, nhưng mà khi mà các bạn ra ngoài các bạn cầm lên nó thì bạn sẽ cảm thấy ưng. Bởi vì đây là một thiết kế vừa phù hợp với cả nam và phù hợp với nữ luôn. Rất là unisex. Ở mặt A thì nó được làm bằng kim loại, về những cái mặt khác thì được làm bằng nhựa thôi. Nhưng mà nhìn chung á, cái kiểu thiết kế của Asus thì họ rất là biết cách để vót những cái đường nét để làm sao trông cho nó tinh tế nhất. Và nó có một cái điểm nhấn ở cái chỗ về đây nè, cái nút Enter nó được làm nổi nổi lên nên mình thấy khá là ok. Và nếu như bây giờ các bạn hỏi mình thì tại sao con laptop này nó là con laptop mắc nhất, thì cái cấu hình của con này đang là ngon nhất so với lại ba con, và cũng như là nó có một cái màn hình đẹp nhất. Màn hình cũng chính là cái điểm nhấn của con này luôn các bạn. Đây là con laptop có màn hình đẹp nhất trong tầm giá dưới 20 triệu đồng mà mình được trên tay từ trước cho tới bây giờ luôn. Con này nó sử dụng màn hình là OLED, mặc dù chỉ là Full HD thôi nhưng mà rất là sắc nét các bạn, và độ tương phản và cũng như là cái độ đẹp ở trên con này là rất tuyệt vời. Vậy nên là cộng hưởng với lại cái cấu hình này và với một cái màn hình đẹp như thế này thì thậm chí bạn làm multimedia, chỉnh sửa hình ảnh hay là làm những cái công việc về editing trên đây nó vẫn được. Chẳng qua là các bạn chỉ cần nên là cần lại cái màn hình này chút xíu. Tại vì đa phần những con OLED ở dưới cái tầm giá 20 triệu đồng á thì cái phần sai lệch màu nó hơi cao thôi. Và con này á, cái thông số của nó nhãn xuất họ công bố nha, đạt 100% DCI-P3, rất là cao. Đấy, chứng tỏ cho một điều là con này nãy giờ mình nói với các bạn là tầm giá cao này và là hoàn hảo nhất trong cả ba con là rất có cơ sở đúng không bạn ha. Và chưa kể nha, nếu bây giờ các bạn là một người làm chuyên về công việc và bạn muốn phục vụ những cái nhu cầu multimedia trên sinh ảnh thì sao, thì các cổng kết nối của laptop này nó rất là đầy đủ các bạn, rất là đầy đủ. Các bạn vẫn sẽ có tất cả những cổng USB mà các bạn cần ở trên đây. Bạn vẫn sẽ có USB-C, tuy nhiên là bạn bị lược bỏ đi cái cổng RJ45 thôi, do con này nó mỏng mà. Và bên cạnh đó bạn vẫn sẽ có những cái option để có thể đăng nhập vào bên trong Windows một cách rất là dễ dàng, tiện lợi. Đây, nó tích hợp fingerprint ngay bên trên phần trackpad cho các bạn luôn ha. Và nó được trang bị loa Harman Kardon. Và chất lượng loa trên con này khiến cho mình cảm thấy khá là ok khi mà mình làm việc xong rồi mình ngồi mình giải trí, bật một vài những bài nhạc TikTok xong mình ngồi bên đây mình chiêu chiêu. Và rõ ràng nó là con có loa hay nhất trong ba con đang nằm ở trên bàn đây của mình và nãy giờ mình có giới thiệu cho bạn. Và đó là tất cả những gì mình chia sẻ được cho bạn về con Asus VivoBook 15 OLED này, đang là sản phẩm rất hot bán tại GVN, và đường link mình có để phía bên dưới của cả ba sản phẩm luôn. Và đó là mình đã giới thiệu cho bạn về ba sản phẩm laptop ngon, bổ, rẻ. Rẻ nha, trong tầm giá khoảng dưới 20 triệu đồng trong đầu năm 2022. Mà nếu như bạn nào là sinh viên hoặc là người làm việc văn phòng, bạn không cần chơi game nhiều thì nó chắc chắn sẽ là những sản phẩm mà bạn rất cần. Còn các bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về ba sản phẩm laptop đang ở trên bàn mình đây? Và bạn có những con nào ngon trong tầm giá của chúng nữa? Để lại comment phía dưới chúng ta cùng bàn luận nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mình đã xem video tận giờ phút này. Đừng quên để lại like, share và subscribe nhân một sự ghi nhận những công sức của tụi mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Peace.